mọi người nhìn tôi ăn ngần này cái đĩa chồng lên nhau chấm chấm cuốn cuốn thì có biết là món gì không nhỉ? Nếu như bạn nào biết rồi thì mình xin thông báo đây là quán đầu tiên tại Hà Nội. Còn nếu như mọi người chưa biết thì đây là bánh ướt ban mê, bánh ướt chồng đĩa của Buôn Mê Thuột. Món này ở Sài Gòn cũng rất nhiều, mới tháng trước mình ăn ở trong đó. Nhìn qua thì các bạn có thể thấy từ nước bột bánh hay công đoạn làm thì khá giống bánh cuốn ở Hà Nội. Nhưng mà mình thấy bột bánh ướt sẽ mỏng và trong hơn. Ở Sài Gòn thì họ sẽ làm bánh tròn nhỏ và làm 3 bánh một lúc trên một khuôn. Còn như chị chủ nói thì chuẩn Buôn Mê họ sẽ làm như thế này, vỏ bánh sẽ mỏng và ăn không bị ngán. Cuối cùng sẽ phủ trên bột bánh là một chút mỡ hành và bột ớt cay. Topping ăn kèm thì có đến 8 món nhưng mà mình chỉ gọi 5 món mà mình thích ăn nhất. Bánh ướt 2k một đĩa tùy gọi vừa sức ăn nhưng trung bình một người 6 đĩa. Ngoài giò lụa 28k còn thịt thà và các loại chả đồng giá 30k. Còn lại là xoài, dưa chuột, dưa chua đồng giá 5k và đi kèm với 3 loại nước chấm. Đến khi ăn thì mỗi người cứ lấy một đĩa rồi cho tất cả các topping lại như kiểu ăn món gỏi cuốn ấy. Topping mình gọi gần như là đủ rồi đấy, mình chỉ không gọi dưa chua và thịt nướng thôi. Bánh mỏng và dẻo nhưng khi cuốn lại thì không dễ bị rách đâu. Đây là sốt thịt kiểu nem nướng Nha Trang nhưng mà nhạt lắm. Sốt mắm tỏi chua ngọt thì mọi người dễ ăn hơn. Cuối cùng là mắm nêm mỡ hành mình thích ăn nhất, nó thấm và hợp với cả bánh ướt hơn. Tổng kết lại hai đứa chúng mình ăn 18 đĩa vừa đủ hết chỗ topping. Đồ cuốn thì mình thấy đầy đặn và nhiều hơn hẳn so với quán mình ăn trong Sài Gòn. Vỏ bánh thì cũng mỏng mềm hơn nhưng mà sốt chấm thì chưa ấn tượng bằng. Nào muốn thử trải nghiệm món bánh ướt cuốn đầu tiên tại Hà Nội thì qua ngay 45 Lò Đúc nhé.